Đây là toàn bộ 4 phiên bản Toyota Corolla Cross và những khác biệt cần biết. Nếu lấy phiên bản Thái Lan đang được trưng bày ở triển lãm Bangkok International Motor Show 2020 làm mốc tham khảo, Toyota Corolla Cross mới sẽ có 4 cấu hình trang bị khác nhau. Phiên bản SUV hóa của Corolla Cross là một trong những dòng tên mới đáng chú ý nhất đang trưng bày tại triển lãm Bangkok International Motor Show 2020. Không chỉ cho phép người dùng quan sát và sờ tận tay Corolla Cross, sự kiện này còn hé lộ các cấu hình, trang bị cụ thể cho mẫu SUV hoàn toàn mới từ Toyota. Cấu hình cơ bản của Corolla Cross là Sport và cũng là phiên bản duy nhất dùng động cơ xăng thường thay vì Hybrid như các bản trên. Mâm xe 17 inch mặc định nhỏ hơn và cũng mang thiết kế khác với cấu hình Hybrid. Đầu xe không có đèn pha LED mà thay bằng dòng halogen, ốp chrome biến mất hoàn toàn và đèn sương mù cũng bật vô âm tín. Dù vậy, Sport vẫn đang trang bị cho mình kết nối Internet, Apple CarPlay, camera sau, điều hòa tự động, kiểm soát cân bằng điện tử và 7 túi khí mặc định. Trên Sport một cấp là bản Hybrid Smart, thấp nhất trong gia đình Hybrid. Mâm với chấu lớn hơn và đèn pha LED projector là thay đổi rõ ràng nhất so với bản Sport, tuy nhiên ốp chrome vẫn vắng mặt. Hybrid Premium, cấu hình cao cấp thứ hai là nơi chứng kiến nhiều nâng cấp nhất dù là về nội, ngoại thất hay trang bị. Ốp chrome đã bắt đầu được sử dụng rộng rãi bên ngoài cùng ốp đen bóng trên tản nhiệt, cản và viền cửa sổ. Mâm hợp kim 18 inch cũng là trang bị độc quyền trên bản này, trong khi đèn pha LED projector trở thành trang bị mặc định bên cạnh là cặp đèn sương mù. Cửa hậu trên Hybrid Premium được nâng cấp thành dòng chỉnh điện có khả năng mở bằng thao tác chân. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng được bổ sung bên cạnh một số tính năng mới như hệ thống kiểm soát áp suất lốp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm ngang từ phía sau. Cuối cùng, phiên bản Hybrid Premium Safety cao nhất sở hữu hai điểm riêng biệt về thẩm mỹ so với dòng Premium bên dưới là giá để đồ gắn trần và cửa sổ trời. Còn lại, nội thất và các tùy chọn thiết kế là giống nhau. Tuy nhiên, trang bị trên bản này cũng đa dạng hơn nhiều qua camera lùi, màn hình toàn cảnh 360 độ đồ họa 3D, phanh khẩn cấp tự động, cruise control thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo trạch làn và hỗ trợ giữ làn.